Đừng quên học tiếng Việt cùng Miu Nguyễn tối thứ ba hàng tuần trên YouTube VTV4. Em cùng mèo nhỏ ngồi xem tivi, áo vàng áo đỏ mải mốt chạy thi, đuổi theo trái bóng, áo đỏ áo vàng, chạy lên chạy xuống, chạy cả sang ngang. Bóng lăn vào góc, mèo lao tới vồ, bắt trượt xấu hổ nên ngồi buồn so. Miu chào cô Thùy Anh, Miu xin chào các gia đình học tiếng Việt ạ. Ôi, hôm nay Miu mệt quá. Cô Thùy Anh xin chào tất cả các ông bà, bố mẹ, các bạn trẻ khắp 6 châu. Cô chào Miu. Miu làm gì mà lại mệt thế? Ôi dồi ôi, Miu làm thủ môn bắt bóng cô Thùy Anh ạ. À, cô đã nghe bé đọc bài thơ rồi. Để cô mời các bạn trẻ cùng nghe và cùng đọc bài thơ mới hiểu nỗi vất vả của Miu nhé. Vâng ạ, mời các bạn trẻ nghe câu chuyện của Miu hôm qua nhé. Bài thơ có tên là Thủ Môn. Các bạn ạ, thủ môn là người bắt bóng, người giữ gôn. Khi bóng bay tới thì thủ môn phải đẩy bóng ra. Chắc là các bạn cũng biết rồi phải không? Mời các bạn lắng nghe xem mình hiểu bài thơ thế nào, rồi cô Thùy Anh sẽ hỏi lại các bạn nhé. Thủ môn. Em cùng mèo nhỏ ngồi xem tivi, áo vàng áo đỏ mải mốt chạy thi. Các bạn ơi, bé ngồi xem tivi với ai nhỉ? Chắc các bạn đều nhớ bé ngồi xem tivi với mèo nhỏ, tức là Miu đấy. Đúng rồi. Thế bé xem chương trình gì? Các bạn có đoán được không? Miu có đoán được không? Chương trình bóng đá ạ. Đúng thế. Thế ai đang chạy trên sân nhỉ? Những người chơi bóng đá còn gọi là cầu thủ ạ. Đúng rồi. Cầu thủ của hai đội mặc áo gì nhỉ? Áo vàng và áo đỏ ạ. Giỏi quá. Cô hỏi tiếp nhé. Trong bài thơ có từ mải mốt. Mải mốt chạy thi. Mải mốt nghĩa là gì? Hình như là rất tập trung, chăm chú vào một việc. Ồ, Miu rất là giỏi. Đúng như vậy đấy. Mải mốt là một việc gì đó, là tập trung hết sức, chăm chú để làm cái việc đó. Bây giờ cô đọc tiếp nhé. Đuổi theo trái bóng, áo đỏ, áo vàng, chạy lên, chạy xuống, chạy cả sang ngang. Các bạn đã nghe rồi và nói cho cô biết các cầu thủ chạy theo các hướng nào? Chạy lên, chạy xuống và chạy sang ngang ạ. Đúng như thế, chạy lên, chạy xuống, chạy cả sang ngang. Mời các bạn cùng chỉ tay để biết hướng chạy của các cầu thủ nhé. Chạy lên, chạy xuống, chạy sang ngang. Đi lên, đi xuống, đi sang ngang. Tuyệt vời, cô đọc tiếp nhé. Bóng lăn vào góc, mèo lao tới vồ, bắt trượt, xấu hổ nên ngồi buồn so. Đố các bạn, bóng lăn vào chỗ nào? Góc ạ, đây này, đây là góc, còn đây là ở giữa. Miu giỏi quá. Xin mời các bạn nhìn lên màn hình để xem vị trí của quả bóng, của trái bóng ở đâu nhé. Bóng đang ở giữa sân. Bóng lăn quanh sân. Bóng lăn sang bên phải sân. Bóng lăn sang bên trái sân. Và lăn vào góc. Cô Thùy Anh ơi, ngồi buồn so là thế nào ạ? Buồn so thì cũng giống như là buồn thiu, buồn buồn. Các bạn ạ, từ này thì các bạn có thể dùng như nhau, buồn thiu hoặc là buồn so nhé. Miu xem bóng đá thấy thích quá cô Thùy Anh ạ. Đây là một môn thể thao thú vị. Đúng thế đấy Miu ạ.
Và người ta còn gọi đây là môn thể thao vua nữa cơ. Có nghĩa là môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới đấy. Vâng ạ, Miu thấy dế, bé và bố dế cũng hay thức xem các trận bóng đá lắm. Thế thì cô mời Miu và các bạn lại nhìn lên màn hình để chúng ta học những từ mới liên quan đến bóng đá nhé. Các bạn hãy đọc theo cô. Sân vận động. Sân vận động. Sân cỏ. Sân cỏ. Khán đài. Khán đài. Khán giả. Khán giả. Cổ động viên. Cổ động viên. Trọng tài. Trọng tài. Đội bóng. Đội bóng. Đội tuyển bóng đá. Đội tuyển bóng đá. Đội trưởng. Đội trưởng. Cầu thủ. Cầu thủ. Thủ môn. Thủ môn. Khung thành. Khung thành. Các bạn ơi, bây giờ xin mời các bạn nhìn lên màn hình và luyện tập đọc từ mới bằng cách nói xem ai đang ở vị trí nào nhé. Các bạn hãy quan sát. Chúng ta có các vị trí ở giữa sân, ở bên phải sân, ở bên trái sân, hay ở góc sân bên phải, ở góc sân bên trái, ở trên khán đài, ở khung thành. Các bạn nhỏ đón xem Chào Tiếng Việt vào thứ ba hàng tuần trên trang YouTube VTV4 Go. Rồi, các bạn đã biết các vị trí được gọi như thế nào rồi. Mời Miu cùng tham gia trò chơi này nhé. Xin mời các bạn và Miu xem cho cô các cổ động viên đang ngồi ở đâu. Ở trên khán đài ạ. Giỏi quá. Trọng tài ở đâu? Ở giữa sân ạ. Cầu thủ số 12 đang đứng ở đâu? Ở góc sân bên trái ạ. Thế thủ môn đang đứng ở đâu nhỉ? Ngay giữa khung thành ạ. Giỏi. Thế ở góc sân bên phải thì có ai nhỉ? Có cầu thủ số 7 ạ. Miu rất là tinh mắt. Trên sân cỏ có những ai? Có trọng tài và các cầu thủ ạ. Thế còn trên khán đài có những ai? Có các cổ động viên cô ạ. Họ đang hò reo cổ vũ. Chúc mừng các bạn, chúc mừng Miu. Nếu mà chúng ta làm bài tập vừa rồi tốt thì các bạn đã được bổ sung thêm rất là nhiều từ rồi. Và có một điều rất hay là các bạn rất tinh mắt. Các bạn ơi, lần trước chúng ta đã học cách đánh máy tiếng Việt có dấu bằng kiểu Telex. Bây giờ chúng ta luyện tập một chút nhé. Mời các bạn và Miu lấy máy tính ra. Máy nào đã được cài tiếng Việt rồi ấy? Rồi ạ, Miu đã sẵn sàng. Bây giờ xin mời các bạn cùng Miu đánh máy lại khổ thơ đầu tiên của bài thơ Thủ Môn. Mời các bạn có thể nhìn lên màn hình để đánh máy nhé. Cô nhắc lại này, chữ A và chữ A thì sẽ được chữ ớ. Chữ O và chữ O thì chúng ta được chữ ô. Dấu sắc là chữ S. Dấu huyền là chữ F. Dấu hỏi là chữ R. Dấu ngã là chữ X. Dấu nặng là chữ G. Không biết là Miu và các bạn đánh máy có ra được đúng bài thơ này không? Cô đoán là ra được. Có bạn sẽ làm nhanh và có bạn sẽ làm chậm hơn. Không sao cả, vì chúng ta cần phải luyện tập mà. Cảm ơn các bạn.
cô Thụy Anh cho phép Miu ra câu đố thử thách cho các bạn nhé. Mời các bạn kể về một cầu thủ hoặc một vận động viên mà bạn yêu thích bằng ngôn ngữ nào mà các bạn giỏi nhất. Có thể vừa viết vừa vẽ cũng được. Một thử thách của Miu rất là hay đấy. Còn cô Thụy Anh thì lại muốn các bạn lập kế hoạch. Kế hoạch tập thể thao hàng ngày cho mình. Và kế hoạch này gọi là thời gian biểu. Bạn có ý định tập thể thao bao nhiêu ngày một tuần? Hãy viết ra nhé. Và xem đó là ngày nào. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hay chủ nhật. Buổi sau chúng mình sẽ cùng chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn ở đây. Chào các bạn, hẹn gặp lại.